Chào anh chị cô chú. Hôm nay video này thì Bảo lên một lô máy mài chỉnh tóc chính hãng Mai Tan. Cuối năm rồi công ty giảm giá cực kỳ sâu nha. Đó lên đến là 50k một cây luôn. Thì anh chị nào á, mình xem máy giá ngày trước Bảo đã làm mẫu này rất là lâu rồi nha. Rồi mẫu này là mẫu tay dài này, có chỉnh tóc. Rồi, Bảo sẽ cùng anh chị mình á, đi vào bên trong, toàn bộ là máy mới nha, để anh chị mình xài. Rồi, bên trong xem có cái gì không. Rồi, đầu tiên á, là Bảo thấy đầy đủ nha. Khóa mở này, gắt tê, tay cầm, cuối năm công ty mới giảm giá nha. Đôi máy sẽ có tăng giảm cấp số nhanh chậm theo ý luôn. Rồi, mức giá nha, 380.000. Bây giờ công ty giảm giá cuối năm còn 330.000 một máy nha. Đây thiết kế thì Bảo cùng đọc thông số cho anh chị cô chú mình ở xa gần xem. Rồi đầu tiên là thương hiệu Mai Tan này, mà máy là SH05C, xài điện 220 50 đến là 60 Hz, công suất tương đối lớn nha, 850W, vòng tua mình điều tốc từ 0 đến là 10.000 vòng, cốt là cốt một tấc nè. Rồi thang ngoài dễ thay thế, có khóa công tắc liên tục, đầu á là đầu kim loại thép, máy chắc chắn sẽ là dây đồng 100% rồi nha. Đó, lúc nào hết thang thì mình có thể lấy túc vít dẹp nè, mình tự thay luôn. Rồi mở ra thay. Rồi test âm thanh nha. Đó, nhẹ nhàng chưa. Rồi giảm tốc này, chạy chậm rì luôn. Chạy không nổi luôn anh chị nha. Anh chị nào á mà đánh bóng này thì mình sợ cháy này kia, thì mình tăng từ từ theo ý nha. Đó, tùy mình xài thôi. Đó, nó nhạy cực kỳ luôn. Rồi khóa công tắc liên tục để máy chạy làm công việc đánh bóng này kia. Cuối năm mức giá 380.000, giảm giá 50 còn 330.000 nha. Rồi Bảo giới thiệu sơ, nhiều anh chị cô chú mình á mua về á thì mình lấy gắn phụ kiện vào này, đó cắt cho an toàn này. Rồi tay cầm á thì mình sẽ vặn vào có sẵn hai lỗ hai bên nha. Đó, mình thiết kế thì công ty cũng cho mình á xài hẳn hai tay, tay trái này, tay phải tùy ý. Rồi tiếp tục thay lưỡi thì ở đâu? Đây, Bảo cùng hướng dẫn luôn. Để nhiều anh chị nào á mà chưa xài máy mài bao giờ, mình mua về á muốn thay lưỡi đè giúp Bảo chốt tròn này, xoay vào mà sụp á thì mình tháo ra. Rồi, tảng này sẽ có là xài đá một tấc này, nếu mà mình xài một tấc hai mình lật ngược lại giúp Bảo nha. Rồi cùng đè nút y chang như này. Rồi mình vặn vào, siết cứng. Rồi thả ra, xoay một vòng, máy nhẹ thì mình hãy bắt đầu hoạt động nha. Rồi 330.000 thôi, đầy đủ nguyên hộp, bảo hành dây đồng 6 tháng. Thì anh chị cô chú nào thích một mẫu máy chỉnh tóc mức giá bình dân thì mình có thể mua về làm công trình cuối năm cũng được, gia đình cũng được, thợ thầy thì quá tiết kiệm chi phí luôn. Đó, mất cũng đỡ tiếc hơn những con máy trên 1 triệu hoặc là 700-800 nha. Rồi buổi trưa thì Bảo làm chương trình này là chương trình trợ giá của công ty cuối năm. Anh chị nào á nhanh tay, số lượng tầm 50 cây nha. Rồi Bảo xin kết thúc video giảm giá công ty trợ giá máy mài tại đây.